Lùng da đeo. Hơi bị to nhá. Đang ăn nhà mình rửa. Về đi bay nhá. Dạ. Nắp cái vô đây này. Không được tụt được. Tụt đâu. Phải to. To. Thì cái này cái thùng nhỏ. Trong máy em vốn thế. Em không trúng nữa. Hai ơi. Hai ơi, lại vuốt vuốt tí nữa đây. Lại vuốt vuốt tí nữa chân. Thẳng đây. Vuốt vuốt tí thẳng không? Em vuốt lên thẳng chứ con. Em vuốt trở thẳng. Có nha, mọi người lại. Em vuốt lên thẳng. Trúng lờn mong. Trúng lờn mong. Ông Hùng ăn một lòng. Lòng thì vui lắm. Kiểu ra cái cỏ đó cho em hai. Nhiều hồi đấy đó. Lời chứ đối toan. Chỉ xác chết chú Phước. Ừ. Đóng người cho bạn con to. Lịch liền chứ. Xong rồi chưa lại nó tiến rồi mới chứ. Ừ. Có lẽ phải nhồi bên cây đấy đi. Cái đi có lẽ được rồi thì độc lòng nó vừa được. Lòng lòng được. Câu cái này hai miếng nữa mới chiến cái này. Cái này to rồi. Mà không phải sạch đều đều cho ngón. Qua mày sửa được cái máy giặt không? Ừ. Ừ. Như TV hồi đi mua đâu nữa là 7 triệu 9 tấm 90 nghìn. Đến. Vèo. Con mới bán rẻ nhất là khoảng 6 triệu 8. Chín nữa đó. Ừ, chào anh kia. Chào bác anh mà, hello chứ. Hello thầy. Chào cả nhá. Thầy Linh thay nửa mặt rồi. Ăn cái này là chắc ăn luôn này. Ừ. Vì khi này mình ngon. Ui, còn ăn là một. Để hồi nguội lành nó ngon. Đúng rồi. Khoan cái này cái thắn này khoan là vừa đấy, cái thắn này vẫn lâu lắm. Cái mốc. Cái thắn này khoan. Anh được. Em vượt cái lông nó. Cái này có đầy được chứ này. Ừ, khoan. Hả? Chẳng lên được. Rồi. Chẳng lên. Chẳng lên được. Lên cực ngon luôn. Cháo không đất đất nhá, bỏ. Anh Tám ơi. Ơi. Đi bỏ không? Bỏ luôn nhá. Ơi, bạn ốc ăn cá nữa. Bạn. Cái nào ơi? Ốc. Anh ăn thôi. Con ăn cái nếu. Anh ơi. Thế dùng đôi tay bông mày thôi. Bốc đi. Anh bốc đi. Đưa anh đấy. Bé ơi, ăn miệng con đi. Bốc đi trường này. Bốc rồi ngon. Anh chẳng cũng ngon. Chị Tạm, à chị anh Tạm. Là nâng nọng. Gọi chị nướng, gọi chị đến. Chị đến trường bây giờ về luôn. Chị gọi chủ ăn long anh Tạm. Chị ơi. Bốc con. Sao không cao chứ ba? Chưa con thì đợi qua trướng nó còn chưa lòng. Qua nó cao chú đấy. Ốc tỷ cái. Ốc tỷ cái. Ốc tỷ cái. Bắt miếng đúng không? Rồi ra con. Cắt ra con ăn đi. Ra con này. Miếng. Bứt. Cái này đây. Cái này dao. Này bắt cái lên cầm cái tay. 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 Vâng mới phải nói lời đi bắt lời. Hẳn đề tư. Cái đường nữa mới này. Chơi mới mưa đúng như phim trường không cống đó. Mới nó khổ rồi chứ mới mưa tá hời. Phòng phát. Tạm với anh nha. Chơi mưa chơi gá nó cũng đi được. Tây gá. Tây gá bay một nơi khổ đây. Chị đây chị lấy. Bóc miệng á. Lấy. Bóc miệng mà. Em đây. Thử miệng. Đây. Giòn thế. Bé miệng nó thích. À cái áo bà đấy. Mẹ đua một đứa là cái nhỉ con này. Sờ béo à? Sờ vẫn được chứ con đã. Hả? Giờ làm được chứ con này. Ui, xiêu xuôi chả nó khiếp. Điều đấy chứ nó chín à. Đấy. Phải đi chốt nữa này. Chị thấy đó. Đó. Chín chưa? Ơ cháu. Bà
Đó có tư hộp ba hộp nè. Bỏ chút kia. Ở bên à? Chút cũng gọi chứ. Chứ tôi gọi thì chút là vối anh ta. Sáng đây bố nhanh. Sáng đây, sáng đây nhanh. Bỏ chứ. Đó đó rồi. Thôi tự lên mặt quá. Bỏ tí khèn rồi. Bà đi làm tiền đấy đi. Chồng đi mô nó biết, vợ đi mô nó biết. Người ông cơm nóng lắm. Cái ông cơm nóng lắm. Cái béo ra là thôi. Ta ăn đi. Cái béo gặp nón á. Cái béo nón đi ta. Ta lấy cả 7 người đi anh. Ta cả 7 người chung anh. 8 nha. 8 như thì thôi được rồi, ăn đi chứ. Anh ấy 8 người, 9 người thôi. Đó, 18 người chứ. Em chia cho Hương đây bữa đi đấy với ông Tám để bữa sau chúng con khác tên nhân rủ chúng để mới chơi này chứ không phải là săn lâu hết quá đấy. Em thì nghiệp nghiệp không phải nên em long luôn nghiệp liên hoan cho nhau là tên nhà mới của con thằng thằng đá nữa. Không thể, không thể mời em nữa ạ. Nó thì mời chị cười chị rất khó. Dạo tới chén này có lẽ ăn bùi nữa. Chị không sao ta. Tuyệt vời này, không có chuyện này tuyệt vời luôn. Để đâu đâu này chứ mày. Đây đúng không? Ăn người đi đâu đâu. Đây kiếm cái vèo, cái kiếm cái gì đây? Ờ, mua cái miếng. Nó thấm là cái vèo nó là cái luốt cái hết ăn. Ngon này. Hả? Cái tái này chú Thống ơi, con cái cẩy trong nó cắt nửa gán nó được nhá. Đi lên. Không, ăn đi. Cái gì này, con cẩy đi để chía này. Đi vô chía này. Ăn không ăn mấy đi, bấy hồi. Thân ơi. Ừ. Thân. Lại đấy. Mất mấy cái vèo này. Ông ơi, vèo ông nói ăn ốc đấy. Ốc ốc. Mà thôi thì vừa tìm bông rượu rồi thôi cho vui chứ không ơi. Không đấy. Đây này. Đây này. Không không, ốc hay chơi chứ tưởng là 15 buổi tám. Đây đây, đây đây, đây đây, đây đây. Rong nọc á Hương, ngon rồi. Ăn chút con đấy. Vèo thêm một chất đi. Tưởng em. Vèo, còn thêm một nhiều vùng. Vèo nó. Chúng ta lý hỗ trợ là vui rồi. Với cái này thì chúng ta mạnh vậy. Mạnh tí. Đức mơ, khoai ơi. Khoai ơi. Rồi con được bố ăn long con ơi. Em ấy vướng. Toàn. Ừ. Là lắm rồi, lắm rồi, em cũng khỏe lắm. Nhồi lắm. Thầy Thống ơi. Thật đi. Thật đi sao? Cắt thằng miệng đi, ngon ngon ta ăn này, con kể bên dưới đi ra kia nhá. Rất là cắt mặt mà ăn đi. Cắt miệng ngon ngon đây đi, ăn không hệt mấy đi. Không đi Phương nha. Quen đi. Anh Phương tẩm đi, anh Phương xoan đỏ cái này nè. Anh Phương xoan ra đây chứ. Chia thì chia cũng bốc cái món nhắn này. Không, chia vô báo luôn. Ơi. Cắt cái một đường mà. Cắt, chú cắt một miệng đây đi. Cái cây à? Ừ, đó, cắt rắn đó. Không không, xích lên đây đi, cái cuống lấy cái cuống hắn á. Đó, lấy cái gì đây? Chồng ăn cái cuống cây. Chia ra. Không thôi, nếu không ăn thịt, đi. Ừ. Khổ lắm nha, nên không ai ăn cho nên đi. Chứ cắt cái gì ra, con anh cứ cắt ra cái điền đi, để con view này. Thưa tướng mua thì đưa về mà không thưa là thôi nè. Không thưa là thôi, không thịt. Cắt ra cái điền đi, con bông rìu thử này. Toàn hay vừa được cắt được đấy. Cùng chia chống hệt mất. Không hệt thì thôi, tuy gọi mà. Toàn cắt cho hắn nè. Không ăn được, cắt cắt ăn đi. Phải rửa cho ăn không hệt mất. Không hệt mất. Lâm thịt. Thôi đi, cá vừa được bưới được. Lâm thịt báo như con rồi chứ. À đó, để thôi. Thôi đi, nó còn rôi. Nó rôi nữa. Để lại khẩu đuối đây. Còn rôi nữa mà. Gắn thôi, từng lấy khó này. Còn nó để hồi chia chứ, hồi chia cho mấy đi chân chặn. Đó, gắn ăn đi. Gán thành cánh về cân cực, cứ mình về cân đã. Thì thành là cái lý này, mấy ngón này. Khẩu đuôi. Mấy ngón vào đó. Có lấy còn mới chẳng không? Có, có. Có. Để chơi không? Mới chẳng ấy. Có mới chẳng luôn đấy, mới đâu đấy. Không, cái sụp bị tốt từ ngón á. Mới chẳng luôn rồi. Mới chẳng đó. Rồi mẹ có nha, được sao mà. Thành. Rồi, rồi. Khẩu đuôi, rồi. Rồi, khủng luôn rồi. Rồi, rồi. Hẳn nâng á, nâng đỡ. Con ăn mày, con ăn. Hẳn nâng á, con ăn. Con này đứng đi ăn. Để chúng cái khẩu đuôi chạy để cho con này mình đá vào mũi thôi. Nó con là thằng Thảo đấy. Tại vì là anh ngửa lâu quá, phải đi tìm, mà toàn đưa đi tìm được anh. Đấy là dặn con. Cái bò đấy để đào rán. Không phải. Mọi người dặn con đang ngửa lâu quá, mình mặc gì nên dùng cái đạn á. Nên là mặc chứ không nói cái thay tinh lâu dài. Bởi vì đây quả thế thì bắt con về thử cho nên ha. Hả? Con đây là mình là tí mô chứ. Chưa mình tí mô cả, con đi chưa mà. Chưa nếm mùi đời thì mốc à? Không, nếu mà thấy thắn lúc mắt cái máy làm thịt nó đẹp. Nhưng mà anh Thắn nói bữa đi nữa thì em cũng cắn bữa đi. Ừ, thấy Thắn đi ra nặng đấy thôi, ta làm trong sớm không cửa hàng mai đi. Bữa là định là chiêu thứ bảy. Nhưng mà này để Lào bữa đi quên không cho ăn mấy chạm này.
Ờ đó chứ đâu rồi đi coi mà. Đi về đi là đá bố luôn. Là nó khiếp lớn chứ được bánh bố. Mà thằng cá này về cuối cùng là mình bớt được hơn cân đó. Công suất chuông thì phải bớt cân, quy luật là quy luật là phải 2 cân rồi. Mà nó đấy. Mà đi giờ nó đi bớt ngay. Đồng đá là hẳn bớt. Hả? Phải bớt. Phải bớt. Quy luật suất chuông là phải bớt. Nhưng thì đừng mình nói là chuông chuông không. Thế rồi chứ một lần nữa. Chấm chấm cái lông. Khóe chấm. Vâng, thôi được coi rồi. Chấm chứ. Lấy cái đùa gọt nhọn đi được. Chấm không về. Ừ. Thầy giáo nữa thầy. Anh nhận em với xì chứ. À có em với xì. Giáo em cắt cho nhau. Xì mắc. Xì với em. À, chủ nhật cũng tham gia rồi. Cái lòng mà tháo bắn quá. Đến. À? Chủ nhật hồi đúng rồi cũng tham gia rồi. Cũng tham gia được chứ. Con này anh Phương cũng có que chứ. Không có. Cái này là anh mua chứ có. Không. Mình vót. Tiền đừng ngả.